Cực hot anh em ơi, Shop 7 Sao đang có sự kiện siêu sale rất đặc biệt nha. Với số ưu đãi quá khủng, dịch vụ game uy tín và vô vàn các mini game khác. Đăng ký tài khoản thành viên nhận quà đăng nhập cực hot. Bên cạnh đó, vào các khung giờ vàng mỗi ngày, anh em sẽ được một mức giá ưu đãi. Đó là mua vàng X7 và mua ngọc X10 full cả 9 server, rất là ngon đúng không anh em ơi? Săn sale nick 80 tỷ ngay với giá cực rẻ chỉ với 1.000 đồng. Hấp dẫn hơn cả, vào những khung giờ đặc biệt, mua một nick được tặng bộ vòng rồng 1 sao và 1.000 ngọc xanh hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, 19 vòng quay dễ trúng quà siêu VIP nay đã trở lại với tính năng chơi thủ vô cùng mới mẻ và đã cập nhật rất nhiều quà VIP và rất là dễ trúng nha anh em. Trúng quà to không cần lo, truy cập ngay shop7sao.com nào anh em ơi. Ok em ơi, thì đầu tiên mình chốt Evan mini game em ơi. Sẽ bạn làm may mắn trúng 100 ngọc xanh nhá. Đó, mình tìm may mắn, sẽ bạn may mắn trúng nào. Đấy, tìm Gen TV này. Tìm về, tiếp tục. Đi về tiếp tục. Đó, úi giời. Chọn một người chiến thắng nhá. Ok, mình chúc mừng bạn có tên nhân vật là Đập Đập Máy Giò. Xin mời bạn vui lòng đi bên phút mình nhận, nhận 100 ngọc xanh free nha em ơi. Ok em ơi, thì mọi người vào xem clip mình nhá. Ok, hello. Xin chào tất cả mọi người đến kênh của mình nha. Mình là Gen TV đây. Ok, từ video chúc tất cả anh em cùng ngày mới rất là vui vẻ, tràn đầy niềm vui nha. Trước khi vào xem video của mình nhá, thì các bạn nhớ bỏ ra vài giây em ơi, ấn like, đăng ký một chút nhá. Và các bạn nhớ để lại một comment phía dưới nhá để tham gia mini game và gặp free cho mình em ơi. Ok em ơi. Thì hôm nay là tập 6 hành trình gọi là nhiệm. Thì không đáng mà hành trình không đáng mình nhá. Đó thì hôm nay mình đi đổi vào ngọc, đổi vào ngọc nhá. Đó. Ui. Đỡ game này, mong đỡ mình đỡ ở game này. Ui, ui bị kẹt mát em ơi. Ôi giời ơi. Vô lại game nhá, bị kẹt mát rồi mà. Đó. Thì hôm nay đi tập 6 hay chỉ không làm ơi, thì hôm trước mình làm cái lý update sơ sinh lên 1.5 đi lên trại rồi, mình đi lên trại mình đi được đây, mình lên 1.5 rồi đó. Hôm nay mình sẽ đi đổi vàng lên ngọc, đổi vàng sang ngọc 10 đó, thì mình mới phát ra một cái shop ra cực kỳ hay ho, bạn sẽ đổi vàng sang ngọc 10, đổi vàng sang ngọc nha. Đó thì hôm trước ấy, hôm trước nữa hôm kia thì đấy clip nào rồi bạn, tập 3 rồi bốn thì mình đi xin vàng, mình xin được khoảng hơn 9 triệu vàng nha. Nó thì bây giờ mình thử đổi vàng sang ngọc xanh xem sao mới đó, mình thử đổi là khoảng 93 triệu xem sao mới đó, mình có 93 triệu vàng là mình đi đổi vàng sang ngọc xanh nha. Nó mình phải làm một số mới cực kỳ hay, một số có tính năng đổi vàng sang ngọc 10, đổi vàng sang ngọc xanh nhá. Ngọc hồng đúng như ngọc hồng đúng không bạn, bởi vì bây giờ muốn ngọc tăng ngọc hồng thôi, lấy em nạp tiền vào bên là ngọc xanh nhá. Đó bây giờ chỉ đổi vàng sang ngọc hồng xem sao mới đổi vàng sang ngọc hồng nhá, bây giờ nhiều ngọc không mình đổi nhiều hay ít nhá. Ờ nó hơi bị lag. Đây, thì game sẽ xuất bình em ơi. Đây, đợt này mình lên 1.5 bạn đây. Đó, đợt mình nhá. 1.5 các bạn, nó khá là hay ho luôn. Bây giờ có 88 ngọc thôi, úp lên 1.5 mà không có ngọc xanh úp hơi khó mà khoái lắm, úp mất cả tháng trời mất. Nếu không có không có ngọc mà úp không đệ không có ngọc nó không có bùa đệ úp lâu cực kỳ ơi, không biết hai thôi. Úp khá là khoái luôn ơi. Bây giờ mình cho xem một shop nhá, cực kỳ hay ho mới. Shop gọi là có tính năng gọi đổi vào ngọc nhá. Đây, xem này mới là mình mới phát hiện ra shop này em ạ. Đây. Số tên là cho em xem nhá. Đây có tên là vàng ngọc, đâu nhiều ngọc xanh em ạ, cho em xem. Ok em ơi, thì bây giờ mình cho xem shop nhá. Đây mấy cái shop có tên là nhiều ngọc xanh.com ơi, nhiều ngọc xanh.com em ơi. Đó, shop này có tính năng đổi vàng sang ngọc xanh em ạ. Đó, khá là hay nhá. Đây. Đây, hiển thị video hướng dẫn là vàng đây, đây. Đây đổi vàng lấy từ shop này. Bây giờ mình sẽ đổi vàng xong mình sẽ lấy ngọc xanh em ơi, đổi vàng mình có C7 đây. Mình đang có là 93 triệu vàng C7 em, mình sẽ đổi nhá, đổi lấy khoảng được 20.000 shop mà. Xong mình sẽ đi qua vòng quay đổi vàng lấy ngọc nếu mà mình gặp này. Rồi vàng lấy 1.000 ngọc xanh này. Đấy. Đặc biệt tính năng này được ưu đãi tăng tỷ lệ chúng và các phần quà VIP trong những ngày khai trương shop lên chỉ cần bán giới hạn 100 lượt quà trên một ngày. Các bạn chơi nhận được 5.000 ngọc xanh, 2.000 ngọc mà không dùng có thể bán cho shop với thẻ cào Momo, thẻ siêu rẻ hoặc link VIP tùy chọn tương ứng với giá trị phần thưởng nhận được. Cũng như shop này khá là hay ho bởi. Ok thì bây giờ mình sẽ đổi là 93 triệu vàng ra tiền shop em ơi. Đó mình sẽ đổi khoảng 93 triệu cho được 20.000 đúng không ạ. Thế mà trong game là gì đây? Gen tóc dài em ơi, gen tóc dài hành trình này của mình là không nào khá vất vả mà không có tiền làm hay không làm ơi. Nên là nạp hơi khoai, là cái chai hơi khoai mà. Chắc ngày mai mình sẽ đi úp sức mạnh đi. Úp lên 40 tỷ sức mạnh nha, sau đó mình sẽ đi làm nhiệm vụ qua tương lai em ạ. Còn để úp sau nhá, chắc để úp sau em ạ. Mình sẽ lấy ngọc để úp sức mạnh nha. Đó. Vàng chắc mình 8 hệ số 4.000 là chắc là 80 triệu được gọi là nhỉ. 80 triệu là gọi được gọi là 80 triệu được 20.000 suốt mời. 80 triệu là mấy số ta? 8 số à? 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok. Ok, tiền nhận được 20.000, kiểm tra ngay. Xin lỗi bạn, chứ là vàng cho bot. À lại bot 7. Bot đây là bot là C7 lang ở khu 6 à? Làng cao tốc khu 6 ạ, à? Mình qua làng cao tốc khu 6 này mở để lật con bot vàng mình tiền sản xuất mà. Đó. Gen tóc dài làng cao tốc khu 6 này.
Đó, qua đây em ơi, vị trí là thiệt tại. Ôi, nó lại bị đơ game rồi em ạ. Anh lại mình vô độ game nhá. Game hay bị đơ quá. Ok em ơi, mình vô độ game rồi nha. Mình vô độ game rồi em ơi. Là vài em ơi, thì game hay bị đơ quá em ạ. Đơ phải trưởng. Ok, là Karoku 6 thân con boss. Vâng, con boss tên là gì? Là Z5 quốc đẹp dài C15 và C7 đúng không? Karoku 6 thân mình đồ 7. Xích thì lú mà. Bảnh lú mọi người ạ. Anh copy, anh nhận ra chăm chú không có tiền. Đây con boss em ơi, bắt đầu boss bị đấm rồi. Đây, boss đây rồi. S5 quốc ơi, giao dịch này 80 triệu mà, 80 triệu được 20 số, mình sẽ đi quay ngọc xanh nhá. Ôi, không đủ vàng. Muốn xin máy được 93 triệu vàng mà, thường lắm chưa đùa đâu. Đi xin chày 7 được 93 triệu vàng. Ôi, thành công mà, ok, mình được tiền cho ta. Hoặc mình được tiền chứ nhỉ. Ô, thành công, bạn đã thành công, đã xác nhận giao dịch thành công. Tài khoản của bạn được cộng 2.000 vào tài khoản. Ô, ngoan, em được 2.000 rồi. Đấy, em được 2.000 rồi nha, đó, ôi giời. Thông báo vừa lạp 8 triệu vào tài khoản, ok nhá. À, ngoài ra mình khi các bạn đặt tài khoản được mở dương free em ơi. Khi đặt tài khoản mở dương free được nhận các thần này. Ngọc xanh vàng mở dương ngay. Gì đây? Bạn vừa nhận được. Bạn vừa bật bí, bạn vừa được bật bí ba ưu đãi, một đổi vàng lấy ngọc nhiều tại shop, tiền shop, hai đổi vàng lấy ngọc xanh cực ngon, ba là mua list 3 sinh hoạt với 20k tại khu vực mua sắm. Hôm chắc không phải khi khác mua em ơi. Bây giờ mình có 20.000 thì mua ngọc xanh em ơi. Nick thì mình đang cày hành trình mà, thì mua nick làm gì nhỉ em ơi. Đang cày hành trình thì mình phải gọi là đi mua ngọc xanh nhỉ. Ok, giờ mình chơi ngay này em ơi. Quay 2 phát một cái giá 1.000, 10k phát em ạ. Quay ngay nhá. Đây, bám giá không có em ơi. Mua được 10.000 từ shop. Quay ngay. Và phải như mình chẳng còn ra lúc. Gì đây, ra gì đây. Ui em ơi, trúng 1.000 ngọc xanh. À em ơi ngon. Ok, thì mình rút thử sau nhá. Quay thêm. Ui đứa em ơi, anh em ơi ngon em ơi. 10.000, 40 triệu vàng là 1.000 ngọc xanh em ạ. Ôi đỉnh nhỉ. Phát thứ hai thì trúng tiếp nhỉ. Nếu không trúng thôi nhá. Trúng tiếp đi. Nếu trúng phát là hạn được 2.000 ngọc xanh em ạ. Hai phát trúng được 2.000 ngọc xanh thì ngon quá. Quay ngay. Gì đây? Ui em ơi. What? Ui. Vãi trưởng. 2.000 ngọc xanh em ơi. What? Cái gì vậy? 80 triệu vàng là 2.000 ngọc xanh em ạ. Ui lãi to rồi em ơi. Thế xin nhá. Ủa số này ưu đãi ngon này, mình sẽ đi rút ngọc xanh em ơi. Rút quà này, được, rút quà này. À, rút về. À, em ơi, rút về ngọc vàng ngọc nhanh thì mình có thể gọi là gì nhỉ? Có thể là ấy ngọc em ơi, mình rút về vàng ngọc nhanh này. À, vàng ngọc nhanh là bán ngọc đúng không? Vàng ngọc nhanh, đây em ơi. À, vàng nhanh là bán ngọc. À, đây à. Mình rút về nhanh em ơi, thôi mà rút ngọc nha. Xem khu TV khu to à. Ơ, phải đúng ta. Xem TV khu to này. Rút về vàng ngọc nhanh, số lượng cần rút là tài khoản trên shop cần rút là Gen TV khu to, số lượng cần rút là 2.000 ngọc, 2.000 này, rút ngay. Ô, mình vừa quay chúng mà. Ô, mình được băng ngọc xanh ta. Rút vật phẩm này, rút vật phẩm đúng không ạ? Rút ngọc xanh à, số lượng rút là 2.000 em ơi, 2.000 này, ok. Đây, rút tiền ngay, đúng rồi em ơi, đó, ok rồi nha. Gửi yêu cầu đổi tiền shop thành công. Ô, 2.000 nữa. 2.000 ngọc xanh em ơi, rút ngọc xanh về vào ngọc xanh, ok. Bây giờ khi nào được ngọc xanh mình sẽ quay cho em xem nhá. Để mình rút ra ngọc xanh cho em xem nhá. Ok em ơi, thì bây giờ mình đã được rút về rồi nhá. Đây, số vào ngọc xanh mình có 2.000 ngọc xanh chứ nhá. Rút vật phẩm này 2.000 ngọc xanh đúng không? Ở vào ngọc xanh đúng không? Mình sẽ rút về 1.000 ngọc xanh nhá. Rút ngọc này. À, mình chuẩn bị qua siêu thị em ơi, qua siêu thị nhá. Đó, tài khoản mình có 2.000 xanh em ơi, 2.000 xanh nhá. Rút ngọc là 2.000 này. Bây giờ mình sẽ qua siêu thị xong mình sẽ rút ngọc xanh em ơi. Qua siêu thị này đó. Bây giờ rút ngọc xanh mình quay em xem nha. Qua siêu thị này và rút 1.000 ngọc em ơi. Căng ngọc thì được có nó em ơi, được có nó luôn. Ok. Bây giờ mình thoát ra xong mình sẽ rút ngọc em ơi. Thoát ra này đó. Rút chú 7 này, rút 1.000 ngọc nhá. 1.000 ngọc hay là 1.000 ngọc đi. Tài khoản là à, bây giờ mình sẽ rút ngọc xanh và bê tài khoản mình chết lại bởi vì nhiều bạn solid của mình thì mình sẽ mất đi nha. Ok, bây giờ mình chết lại em ơi, khi nào ấy ngọc xanh mình cho em xem tiếp nha. Ok em ơi, mình rút ngọc xanh nha em ơi, đó mình được hơn 1.000 ngọc, được 1.000 ngọc em ơi. Đây khá là xịn xò em ơi, ngon em ơi, cực kỳ là ngon luôn đấy.
80 triệu vàng đổi được hai cặp xanh được khỏi lò không ạ? Mình rút một cặp nha em ơi. Mình đều là úp sức mạnh khi nào hết mình hết cặp thì mình rút tiếp nha. Đó bây giờ được gọi là 1037 ngọc rồi em ơi, khá là ngon. Đó. 80 triệu vàng mình lãi to em ạ. Nếu mà nào có nhu cầu đổi vàng ngọc xanh thì cứ liên ngay shop ba nhiều xanh com em ơi. Đó. Các xịn sò em ạ, đổi chỉ có lãi mà không có lỗ em ơi. Lỗ thì thôi, lỗ thì do đen, còn lãi là do đỏ em ạ. Các xịn em ơi. Ok em ơi, thì đến bây giờ nhá, em thấy hay cái mình là một like thì một chung nhá. Và các bạn nhớ đây là một phần thưởng nhất để tham gia mini game vào phía từ mình nhá. Bây giờ bye bye em nhá. Bye bye.